chào các em. Trời hôm nay gió quá nhỉ. Phù thủy đang đi đâu thế? Phù thủy đánh rơi cái gì kìa? Các cô công chúa đang dạo chơi vui vẻ. Cái gì đây? Đẹp thật. Yes. Ba siêu nhân xuất hiện. Phù thủy phát hiện ra mất đồ rồi. Họ đang mặc đồ siêu nhân kìa. Có hiểu nhầm gì chăng? Lâu đài biến thành quái vật sợ quá. Thật đáng sợ. Để tớ. Siêu nhân lửa ra tay. Oh no. Không được rồi. Đã hạ được quái vật chưa nhỉ? Vẫn chưa được. Quái vật hoa mắt rồi. Yes. Let's go together. Okay, let's go. Yes. Siêu nhân cầu vồng có sức mạnh gì thế các em? Quái vật bị hoa lá bao phủ rồi. Tiếp này. Cố lên nào. Thắng rồi. Phù thủy thật tức giận. Sợ quá. Chúng tôi vô tình nhặt được chiếc nhẫn. I'm sorry. We give you back. Các công chúa thật tốt bụng. Lâu đài hỏng rồi. Cùng trang trí lại lâu đài nhé. Yes. Xinh quá.
Thật tuyệt. Tạm biệt, hẹn các em vào tập sau. Ôi không, cứu! Các bạn ơi, mau mau giúp Barbie nhé. Sayako vừa dậy. Ôi, những món đồ đẹp quá. Wow. Sayako sẽ lấy chúng. Hôm nay thật tuyệt. Vui quá. Ôi, lửa đã thiêu rụi cả ngôi nhà rồi. Ai đã? Oh, no! Hãy bỏ đi đồ cũ. Và sắp xếp lại nhà với đồ mới nào cô gái. Và Sayako nhé. Thank you. Giờ thì Barbie ơi, mang về cho nào. Phải làm gì đây? À, hãy đóng căn nhà gỗ thật đẹp Barbie nhé. Cưa gỗ nào. Đóng đinh nữa nhé. Hoàn thành rồi. Sơn lại nhà với sắc hồng cánh sen tôi nào. Tuyệt quá. Barbie, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc đi nào. Sayako xứng đáng được nhận một chiếc váy thật đẹp chứ. Xin chào. Xin chào. Hello. Barbie ghé chơi đã nhé. Ok.
phải đồ đạc của Barbie đấy hay sao? Sao giờ cô sao có thể làm như vậy với Barbie được chứ? Ôi không, sao giờ cô tưởng đó là đồ bỏ đi? Hãy lấy chút tiền trong lợn để gửi lại cho Barbie nhé. Sayako, sorry. Xin lỗi. Để Sayako tính cách khác nhé. Leo leo, Barbie đang đùa đấy. Đợi sao cho cô chút nhé, Barbie. Tặng Barbie này. Wow, sao cho cô thật xinh đẹp. Cả Barbie cũng vậy nữa.